Chính tớ mới là người nhìn thấy trước cậu. Nhưng tớ chạy đến trước mà. Không được, cậu phải ra chỗ khác. Chỗ này là của tớ. Ôi, tránh ra chỗ khác. Nóng quá. Cậu cẩn thận đấy. Cậu ý.
chứ. Thì ra là con khỉ nâu đó. Này, này, tớ bảo. Cậu có kế gì à? Tớ với cậu giả vờ đánh nhau, dụ tên khỉ xuống. Thế nhé, thế. Được, được. Đánh nhau đi, đánh đi. Chạy này. Đánh đi. Chết này. Cậu không chạy à? Đứng lại, cậu đứng lại không? Chết này. Đánh nhau đi. Đánh nhau này. Đánh nhau đi. Xem cậu chạy đi đâu. Mát thế nhỉ. Ê, ê. Nhanh, nhanh lên. Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi đi, chơi đi. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Yeah.
kệ cậu, mình cứ đu đi. Yeah. Vui quá. Đi thôi. Vừa nói đến chặt thêm cơ mà. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Nhanh nào, ném xuống đây cho tớ. Quả kia kia, kia. Ném xuống đây. Ê. Được chưa, ê. Bắt chưa. Bắt lấy này. Ê. Ê. Quả kia, đấy, đấy. Ê. Đỡ đi thỏ. Ôi,
Có biết đây là địa phận của ai không mà tự động lên phá vách ta? Thả bạn ta ra. Wow. Đi khu rừng này là của ta. Cậu có làm sao không? Chúng ta về thôi. Cậu có làm sao không? Chúng mình đi thôi. Nhanh lên nào. Cười, cười cái gì? Đang đau lại còn... Lại đây tôi bảo. Để cậu cắt rồi. Bố chân anh người luôn. Lạ báo sẽ không túm được. Hỗ trợ cậu. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi. Chờ tớ với. Xấu xí kia, ngươi đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Ngươi trốn đâu? Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Loa loa loa, tên báo xấu xí kia, mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Muốn gì? Cho nó biết tay. Sao đấy?
Yên nào. Trong này chật quá, phải tìm chỗ rộng rãi hơn mới được. Ta là người mạnh nhất. Cậu thấy tớ có sức khỏe vô địch không? Cậu chỉ giỏi hoành hoang, bắt nạt kẻ yếu như tớ thôi. Cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ hoành hoang đi, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Thank you.
À, có khách rồi. Kẻ nào? Kẻ nào dám thách đố với tớ vậy? Hứ? Kẻ đó đang đợi cậu ngoài kia. Nhanh lên, cậu đi theo tớ. Nhanh lên, nhanh. Đâu? Kẻ nào? Kẻ thách đố với cậu đang ở dưới chân cầu đây này. Cậu nhìn xem. Thế nào, cậu có muốn thách đấu nữa không? Ôi, thôi thôi, tớ sợ lắm rồi. Chỉ cần cậu không hùng hổ, bắt nạt mọi người, thì cả dưới sông kia cũng không đuổi theo cậu nữa. Thật không? Bun ơi, bạn ấy cười với tớ kìa. Thật không thể tin nổi. Tặng bạn cậu này. Cậu cứ vui vẻ, hòa thuận với mọi người, cậu sẽ nhận được rất nhiều nụ cười đấy. Cuốn sách gì đây nhỉ? Còn thiếu thứ gì nhỉ? Whoa!
không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đây rồi. Tuyệt vời. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm cho vui với lọ dung dịch này thôi.
Oh,
rồi. Tôi đâu hàng rồi. Chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chở cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Được quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Mùi gì thơm thế nhỉ? La 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 la. Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. La 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 da 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 da. Không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ? Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Ừ.
Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Thank you.
Chữ ký của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chúng. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình.